Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Sóc Trăng do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Bẩn làm trưởng đoàn. Theo báo cáo, thời gian qua, tại thành phố Đà Nẵng, các cấp ủy đã tập trung quyết tâm trong công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng, phát huy trọng bộ công tác kiểm tra giám sát, thanh tra điều tra, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy đối với các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng sau khi thành lập đã họp phiên thứ nhất, qua đó thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, cũng chưa đánh giá hết tiến độ xử lý hết các vụ việc, vụ án thuộc diện ban thường vụ thành ủy theo dõi, chỉ đạo đề nghị đưa vào diện ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Qua trao đổi thảo luận về những vấn đề trong nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, các thành viên của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng hai địa phương đã đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động của các ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy nguyễn văn quảng nhấn mạnh hiện nay ban thường vụ thành ủy xác định phòng chống tham nhũng là công tác trọng tâm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố từ đó đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các vụ việc tham nhũng tiêu cực bí thư thành ủy chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố và cho biết thời gian đến thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung khắc phục các hạn chế vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận của thanh tra chính phủ báo cáo kiểm toán và các bản án bí thư tỉnh ủy sóc trăng lâm văn mẫn đánh giá cao các nội dung thảo luận tại buổi làm việc lần này cũng như những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua của thành phố đà nẵng đồng thời khẳng định thời gian tới cần có nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống tham dụng trong cộng đồng xã hội với quan điểm pháp luật là đạo đức tối thiểu đạo đức là pháp luật tối đa những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống tham nhũng của thành phố Đà Nẵng là những kinh nghiệm quý báu và là cơ sở để tỉnh sóc trăng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương.